Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một công nhân vệ sinh môi trường lại gần giữa bãi rác tự phát. Anh này thấy lấp ló dưới lớp mùn cưa một đôi chân lộ ra. Thông tin được báo về Công an quận Kiến An và Công an thành phố Hải Phòng. Tại hiện trường, sự việc kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Dưới lớp rác lớp hờ là thi hài một người phụ nữ đã mất đầu và hai cánh tay, không có quần áo. Một thi hài không nguyên vẹn thể hiện rõ ý đồ che giấu của hung thủ. Các điều tra viên nhận định đây không phải là hiện trường chính của vụ án. Hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác, vội vã làm rời những bộ phận rồi mới đem đi phi tang. Cách hiện trường một đoạn, các trinh sát tìm thấy đôi tay của người phụ nữ này được bọc trong một túi ni lông màu đen và bộ quần áo. Hung thủ đã gói ghém và vứt dưới một miệng cống của công trình xây dựng. Qua giám định, nạn nhân ngoài 30 tuổi bị sát hại sau bữa cơm tối khoảng 3 giờ, được phát hiện sau khi thiệt mạng trên 35 giờ. Qua công tác giám định, công an làm rõ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1973, trú tại thành phố Hải Phòng. Chị Hương là mẹ đơn thân, sống cùng cậu con trai 17 tuổi. Mọi người nói rằng chị Hương rất hiền lành, chẳng có mâu thuẫn với bất cứ ai. Tại nhà chị Hương, cậu con trai kể, vào tối mùng 5 tháng 1 năm 2011, ăn cơm xong, chị Hương nhận được cuộc điện thoại của ai đó, nên lập tức lấy xe máy đi luôn. Kể từ đó, chị Hương đã không quay trở về nhà, con trai chị cũng không liên lạc được với mẹ. Vài người dân kể, vào đêm mùng 5 rạng sáng ngày mùng 6 tháng 1 năm 2011, trong giấc ngủ mơ màng, họ có nghe thấy tiếng động phát ra từ bãi đất trống. Sau đó có một tiếng chó sủa rồi im bặt. Bãi đất này nằm kẹt giữa khu dân cư, có một con đường nhỏ đi vào, nhưng chẳng hiểu sao từ lâu người dân lại biến nó thành nơi đổ rác công cộng. Việc có ai đó đi vào ném cái ủịch rồi trở ra cũng là điều chẳng lạ lẫm. Các điều tra viên đã dựng lên cung đường mà nghi phạm có thể đi để phi tang thay nạn nhân. Cung đường này quen thuộc với hung thủ, nhất là với một bãi rác tự phát nằm sâu trong khu dân cư. Các trinh sát tin rằng nghi phạm đang lẩn khuất đâu đó, ở gần khu vực phát hiện ra thi hài chị Hương. Đối diện bãi đất trống nơi phát hiện thi hài chị Hương có một cửa hàng quần áo của một người đàn ông quê Hải Dương. Người này mới về đây thuê nhà để kinh doanh được một thời gian. Suốt thời điểm xảy ra vụ án, ai cũng bàn tán, thế nhưng ông chủ của cửa hàng thời trang kia thì gần như im lặng. Đến chiều ngày 7 tháng 1 năm 2011, sau vài giờ phát hiện ra thi hài người phụ nữ xấu số tại cửa hàng quần áo của người đàn ông tên Nguyễn Dũng Giang, sinh năm 1980, trú tại Hải Dương, các trinh sát phát hiện nhiều điểm đáng nghi. Giang khai mới thuê căn nhà này làm cửa hàng được khoảng một năm, có một nhân viên nữ. Khi các trinh sát hỏi các thông tin liên quan đến vụ việc, Giang tỉnh bơ, đối đáp rành mạch. Trong cửa hàng của Giang, công an không phát hiện điểm đáng nghi, nhưng khi đi tới phần bếp, một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Căn bếp này có biểu hiện vừa được cọ rửa rất kỹ càng, cạnh đó có một chiếc búa và một vật cứng sắt to bản cũng đã được rửa sạch bằng xà phòng. Trong lúc nói chuyện với Giang, các trinh sát còn để ý thấy tay gã đàn ông này có một vài vết xước. Giang giải thích là do ngăn kéo bị kẹt nên gây ra vết thương ở tay. Thế nhưng khi trinh sát sờ vào chiếc ngăn kéo này, mọi thứ di chuyển trơn tru. Trong suốt cuộc nói chuyện, Giang giữ thái độ bình thản, mọi câu hỏi đều được trả lời hợp lý. Thế nhưng những dấu vết kỳ lạ trong căn bếp của cửa hàng Giang đã ẩn chứa điều gì đó từng xảy ra tại đây. Một cuộc rà soát diện rộng tập trung vào các hộ dân dọc đường Trường Chinh, quận Kiến An là nơi sát với hiện trường vụ án đã đem đến một kết quả bất ngờ. Các trinh sát phát hiện tại cửa hàng quần áo ở số 676 có nhiều điểm nghi vấn. Nguyễn Dũng Giang, chủ của cửa hàng không phải là kẻ chịu khó. Vậy mà gian bếp trong cửa hàng lại vừa được lau sạch sẽ kỹ lưỡng bằng xà phòng. Những biểu hiện của Giang khiến các điều tra viên linh cảm đây chính là nghi phạm số 1, là manh mối quan trọng nhất của vụ án. Giang được triệu tập lên làm việc, các điều tra viên mất nhiều giờ lấy cung
nhưng Giang là một kẻ lì lợm và lưu manh. Hắn chối bỏ tất cả các sự liên quan đến thi hài người phụ nữ mới được phát hiện. Hắn cũng tìm đủ cách khôn lỏi để giải thích những điểm bất thường trong gian bếp, ở cửa hàng. Cuộc đấu trí giữa các điều tra viên và nghi phạm số 1 của vụ án dường như đi vào ngõ cụt. Cuộc đấu tranh với Giang chưa thu được kết quả, một phần bởi bản tính lì lợm của gã, phần còn lại do cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố những chứng cứ. Quay trở lại nạn nhân, chị Hương sống cùng con trai 17 tuổi. Hàng ngày chị này bán bánh đa cua ở chợ và hầu như không mâu thuẫn với ai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định chính Giang đã gọi một cuộc điện thoại cho chị Hương vào thời điểm tối mùng 5 tháng 1 năm 2011. Từ đây, mối quan hệ ít người biết giữa chị Hương và Giang đã được sâu chuỗi, làm căn cứ để đấu tranh với đối tượng này. Trước những chứng cứ rõ ràng và khoa học, Giang không còn giữ được thái độ lạnh lùng vô cảm như lúc đầu nữa. Gã khai nhận có quen với chị Hương, được người phụ nữ này cho vay tiền. Chính món nợ này là nguyên nhân dẫn đến tội ác vô cùng man dợ mà Giang đã gây ra vào đêm ngày 5 tháng 1 với chị Hương. Giang không phải người Hải Phòng, nhiều năm trước gã từ Hải Dương dạt về đất cảng để làm ăn sinh sống. Ban đầu Giang làm cho một rạp chiếu phim. Nhưng với bản chất của Giang là ham chơi lười lao động nên anh ta chẳng trụ được lâu. Năm 2010, Giang đã ly hôn. Trở thành kẻ độc thân, Giang cũng chẳng ngó ngàng gì tới con cái. Thậm chí sau ly hôn, Giang từng đòi gia đình vợ phải chia cho mình số tiền lên tới vài chục triệu đồng. Gần cuối năm 2010, Giang thuê căn nhà ở số 676 Trường Chinh, quận Kiến An và mở cửa hàng bán quần áo. Thời điểm này, thông qua một người bạn, Giang biết và vay của chị Hương một khoản tiền nhỏ để kinh doanh. Nhiều lần chị Hương gọi điện đòi tiền nhưng Giang không trả. Cận Tết, hàng hóa thì ế ẩm, Giang lại bị đòi nợ nhiều, nên gã nảy sinh ý đồ đen tối. Giang phát hiện chị Hương có xe máy mới, có đồ trang sức nên âm thầm nung nấu ý định đen tối trong đầu. Gã ra chợ mua chiếc búa đinh đem về cất trong nhà. Tối mùng 5 tháng 1 năm 2011, Giang gọi điện bảo chị Hương qua cửa hàng của mình. Nghĩ đòi được nợ, chị Hương chẳng mảy may nghi ngờ đi ngay. Tại cửa hàng, Giang và chị Hương nói chuyện với nhau vài câu. Thấy chị Hương mất cảnh giác, Giang lấy chiếc búa đã chuẩn bị trước tương mạnh vào đầu nạn nhân. Chị Hương gục ngã, Giang lôi nạn nhân vào bếp, dùng búa tiếp tục tấn công. Biết chị Hương đã thiệt mạng, Giang lấy vật sắc nhọn phân mảnh chị này. Xong việc, gã đem phi tang ở các địa điểm khác nhau, rồi dùng xà phòng tẩy rửa căn bếp và hung khí. Tuy vậy, chỉ trong chưa tới 2 ngày, cơ quan điều tra đã lần ra, bắt Giang phải cúi đầu nhận tội. Thời gian sau, Giang bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng kết án tử hình về tội ác sát hại người. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.